giống như mình bị reset level lại các bạn. Đấy, mình mới phải cày lại. Nên bây giờ không biết có gì mới không mà mình bị reset level nè. Rồi, thì đầu tiên á, các bạn tới cái chỗ mà đây cho mình nha các bạn. Cái chỗ này là cái chỗ các bạn sẽ có được random fruit các bạn. Đấy, các bạn sẽ tự kiếm những trái quỷ mạnh để các bạn farm bên này nè. Đây. Nói chung là tiền random cũng khá là rẻ nha các bạn. Đấy, cứ tầm là 3.000 belly một trái rồi, thấy không? Có 3.000 belly một trái à. Và các bạn chỉ cần ra được cái trái mochi giống như mình đó các bạn. Đó, cái trái này nè. Là các bạn farm dễ lắm. Trái mochi mình cảm giác như farm khá là ngon các bạn, thấy không? Farm khá là ngon và mạnh luôn ấy. Đó. Mochi khá là mạnh nha các bạn. Thì các bạn có thể random 3.000 à. Mà trong khi các bạn quánh một con quái là các bạn được đóng tiền luôn nha các bạn. Đấy. Một con quái mình không nhớ không lầm phải không nè. Mình trưởng nhẹ phát lên tới cứ mấy trăm ngàn luôn á, mấy trăm ngàn mấy triệu luôn ấy. Nên các bạn dư tiền chắc chắn rồi, trái quỷ cho mày là không thành vấn đề nha mày. Rồi, thì mình sẽ kiếm một vài trái quỷ mà gọi là vui vui bự bự cho bạn xem thử có gì hot hay không. Cái gì đây? Muramasa nè bạn. Cái gì đây? Ngọc red and shit and 1.000 một mấy triệu belly các bạn. For Muramasa. Cái kiếm của Oden đó bạn. Xịn thế. Cái Shin là ở đâu ta? Mình cũng biết nữa. Nói chung là tựa game này nó rất là nhiều chỗ để các bạn farm nha bạn. Xong rồi các bạn rớt đồ các bạn. Đây rớt đồ ở trong này luôn. Nói chung là rồi vô rú nè. Random mất à? Ủa là mình có Yoru không ta? Hay mình mất không ta? Có, có Yoru luôn nè bạn. Một hit 20% một phát là ra Yoru luôn. Ngon. Gì đây bên này đây? Gì đây? Ngọc vàng và lightning and tiền để lấy được Super Saiyan. Nếu mà ngọc vàng với tiền lấy Super Saiyan nè. Từ, Yoru này có chiêu vậy? Ui, xịn vậy? Ui, cái chiêu quẹt này nghe đã vậy. Ủa vậy không? Quẹt lâu lắm nha. Đã tới nhờ. Còn chiêu biến này thì giống tựa game nào các bạn biết rồi đó. Nhưng mà cái chiêu Z này thì cảm giác như lâu hơn nhiều các bạn. Và nghe tiếng rè khá là hay. Còn mấy cái nguyên liệu á, mấy cái nguyên liệu mà không hiếm nha các bạn. Các bạn để ý cho mình nha. Mấy nguyên liệu mà không hiếm á thì hầu hết như các bạn có thể mua ở đây nữa các bạn. Đó. Còn những mấy nguyên liệu mà giống như là cần các bạn không có mua được ấy thì các bạn phải đánh boss rớt ra. Còn lại các bạn mua trong này được hết nha các bạn. Đó vậy không? Khá là ngon nha. Rồi hồi nãy là cái gì ngọc vàng và cái gì á mình quên rồi. Up red, up blue nè, không có ngọc vàng nha các bạn, không có up red rồi. Rồi không có up red rồi. Cái shit nè, cái này hả? Đúng không ta? Mua luôn đi. Mua thử để luôn nha các bạn. Rồi. Uchiha upping up yellow nè các bạn. Đây ngọc vàng nè, lightning nè, đúng không ta? Kèm theo cái lightning ấy. Đó, xong rồi tiền là mình có thể mua được cái Super Saiyan đúng không ta? Đâu Super Saiyan qua đây coi thử nha. Để mình gọi là mình biết là Super Saiyan cho bạn xem thử nha bạn. Xong rồi mình random thêm mấy trái quỷ nha. Đúng rồi bạn, này ngọc vàng nhà lightning nè. Super Saiyan này đó. Ôi quên cái cục này, giục ra. Mất tiêu luôn rồi. Giục xuống nước rồi. Rồi Super Saiyan là gì đây, đâu coi thử nha. Super Saiyan. Là gì vậy? Wow. Xin nhé. Có trưởng cái nữa hay sao ta? Tắt các bạn ơi, tắt. Ê, Super Saiyan nhưng biến hình lâu lắm nha mày, đứng gồng 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 lâu quá. Đứng gồng lâu quá các bạn ơi. Gồng hơi lâu nha, nhưng mà cũng được đấy chứ. Đó Super Saiyan phải chưa? Nói chung ý cách tí cách thì rất là dễ luôn. Admin cũng đã ghi từng cái gọi là nguyên liệu để các bạn chỉ cần làm theo là xong à. Muramasa cũng vậy đó bạn. Cái này khác đúng không ta? Cái nãy mình lấy khác chứ cái này thì sao ấy? Nên Muramasa hiện tại mình lấy không được. Rồi Yoru V2 đây. Còn đây là chỗ random trái quỷ. Mình sẽ kiếm mấy trái quỷ gọi là màu đỏ nhưng mà những trái legend mà bên những tựa game khác làm ấy. Để xem cô qua bên này nó sẽ như thế nào, đam sẽ mạnh như thế nào nhé các bạn. Đầu tiên là thấy Gura nè. Cái gì Gura nhỏ xíu vậy? Gura có chút ép vậy. Tính được. Đây mình random nhiều luôn nhé các bạn. Đó. Gọi là cái trăm trái luôn cũng được các bạn ơi. Tiền trong này không có thiếu bạn ơi, random cũng rẻ nữa hay chưa đó. Random cũng rẻ, nó nhiều lắm, các bạn thoải mái luôn, đã lắm. Có trái linh hồn của Big Mom luôn đó bạn. Đây là trái linh hồn Big Mom nha, giống Venom của các bạn ơi. Để coi Venom Doku đâu rồi, Doku sẽ màu gì? Doku màu này à. Đây, linh hồn. Đó, Còn đây là Mochi nha bạn, cho bạn thấy một chiêu Mochi luôn. Đây. Chiêu Z là các bạn sẽ đấm nó các bạn tay bự các bạn thấy nha. Đó, các bạn tay bự các bạn đấm ra đấy. Đây bên này để cho dễ nhìn. Đó thấy không, quý cái này tay bự. Ý là các bạn sẽ đấm. Cái gì vậy? Quánh chung Yoru luôn kìa, hình như mình nói chuyện cái Yoru ra luôn các bạn. Còn C có một chiêu lại vậy. Hết rồi bạn, có 3 chiêu à. Rồi tiếp tục. Gravity đi. Gravity. Đâu rồi?
Ủa, ở đây Gravity đây. Để coi Gravity chiêu như thế nào nha bạn. Trời ơi, cũng tiến hạch bự cho bá lửa luôn. Ủa, cái chiêu X này auto Yoru bạn ơi. Ngon vậy, nó có này mà nó có chuyển qua Yoru đâu. Sao mà ủa, tiến thạch bự các bạn. What, what, tiến thạch bự vậy. Cái cục bự cho bá luôn bạn ơi. Đã vậy. Wow, ngon ngon ngon. Nhưng mà riêng cái chiêu X các bạn xài chung Yoru luôn. Là sự kết hợp giữa xài chiêu Yoru chung luôn các bạn. Ngon thực sự luôn ấy. Mắt ma nè, nhìn cùng mắt ma mà vậy nè, nhỏ xíu xíu à. Mắc cười quá. Cùng mắt ma nhỏ xíu nè. Ồ, biết mồm nè, biết mồm cục bự hơn nè các bạn. Smog nè. Doku nè. Lai nè, Gura, San. U, cục San nhìn giống Mochi nhờ. Đúng không? San nhìn đẹp á chứ. Đắt nhờ rồi, đắt không thấy gì luôn. Đây. Đó, rất là nhiều trái bạn có Rumble luôn nè. Mắt ma nè. Đâu thử bắt chế mắt ma nha các bạn, con mắt ma như thế nào. Đang bị lắc á các bạn. Đang bị lắc á, cái này mình là vẫn là Gravity phải không? Đó. Rồi cho chấm hỏi. Chấm hỏi luôn, làm lắc server cũng bị kích nữa là sao ta. Không tin được. Rồi các bạn, mình trở lại đây. Không tin được. Đây, để mình review lại cho các bạn mấy cái trái quỷ mà nãy mình chưa kịp review cho các bạn nha. Chưa gì hết mà chưa làm cái gì lắc luôn nha các bạn, đúng không các bạn không? Chưa làm cái gì lắc luôn nha mà chưa gì là cho mình kích mình trước rồi, không tin được. Rồi, nên đâm lại. Kiếm những trái quỷ nãy giờ mình tính review cho các bạn mà mình chưa review ha. Như trái linh hồn Big Mom đi nhắc các bạn. Đó, trái linh hồn Big Mom mình thấy cũng được nè. Đó, ô. Oh, ô, linh hồn Big Mom cũng được hai cái mặt trời với lại cái mặt trời với cái đám mây đó các bạn. Mà nhìn cái mặt dễ hơi mắc cười nha. Dễ không phải với mắc cười lại là dễ thương các bạn. Đó, dễ mặt giống cái mặt giống nước hơn các bạn ơi. Rồi để coi chiêu như thế nào nha. Z. Rồi nổ nguyên cái dòng. X. Ý là đám mây chiếu xuống. C. C. Hai cái bắn vô nổ nữa bạn. Hai cái bắn vô nổ nha. Bựa 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 đó, bựa đó, bựa đó. Còn mấy trái này mình thấy bình thường quá bạn ơi, không có gì để review hết á. Mấy trái này bình thường quá. Nè Magu thì còn mấy ra ha. Nhưng mà Mochi nãy giờ mình chưa random ra lại được nha. Chưa gì Mochi thấy hơi hiếm nha. Đâu. Trái Lai thì các bạn cũng có thể xài được nhưng mà như mình không biết cái trái Lai có đam to hay không ấy. Nhưng mà hình như là Lai là bay được. Ủa chứ Mochi không ra lại luôn nữa mày. Ô oh, no, kiếm không ra Mochi. No, từ từ từ. Từ từ. Mình phải hờ lại một trái Mochi cho mình đã bạn ơi. Ồ oh, đúng ba trái bạn ơi, hên quá. Đúng ba trái luôn. Đây Mochi. Rồi. Ăn lại Mochi vô chắc nha bạn rồi. Thì trước đó chắc mình nghĩ là nhiều bạn cũng biết từ game rồi. Thì bây giờ chắc mình nghĩ là mình sẽ đi vòng vòng mình đi kiếm cái nào mình nâng cấp lên nha bạn. Đó. Những cái gì cần á bạn thì mình sẽ nâng cấp lên để xem coi còn thiếu cái gì không. Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm mấy con NPC mà được admin giấu xung quanh nha các bạn. Đấy, các bạn nào mà chơi lâu sẽ biết mấy NPC hay được giấu xung quanh lắm. Đây ví dụ như chỗ này đó bạn. Cái gì đây? Rồi Mihawk đó bạn, đang sẵn có Yoru luôn Mihawk nè. Cái gì đây? Bạn cần update and up blue. Cục ngọc đỏ, cục ngọc xanh và 7 triệu MB ly và cái Yoru mình đang có đó bạn để lấy được chip Yoru. Tính ra lấy chip Yoru cũng dễ đấy chứ. Rồi. Ngọc lửa và ngọc xanh thì nếu bạn nào mà không có tiền, các bạn không có tiền để mua ấy thì các bạn có thể quánh mình đây bên đây nữa bạn. Đây các bạn thấy nha. Chắc mình nói cho bạn nào mới chơi ha, còn bạn nào chơi rồi chắc pro hơn mình luôn ấy. Đây, đây up blue nữa bạn. Đây là upgrade nè, đó. Thì các bạn chỉ cần tiêu diệt mấy con quái đây thì các bạn sẽ có rớt được cục ngọc và cầm cục ngọc đó đi tới nói chuyện với lại NPC Mihawk các bạn thì các bạn sẽ được à. Đó thấy không? Dễ lắm. Còn mình thì mình dư tiền rồi thì mình không cần phải farm vậy lắm, mình chỉ cần qua mình mua là xong nha các bạn. Thế nhanh gọn lẹ luôn. Đúng không? Họ phải mua chi cho cực. À lộc họ phải farm chi cho cực. Để mình đủ tiền rồi mấy cái mình farm rồi chứ mình cần mình không có bán trong này các bạn, mấy cái mà không bán trong này mới ra mình mới mua thôi. Mình mới farm thôi. Nhầm nói lát hồi lộn lum các bạn. Đó. Mua hai cục. Rồi. Ngọc đỏ và ngọc xanh đúng không? Đây. Cục trời bự dưới vậy. Tự cục gặp nhỏ xíu chứ cục ngọc bự dưới vậy. Rồi với cái Yoru là mình sẽ được triple Yoru đúng không? Đâu. Chắc tập này là mình sẽ làm full Yoru thử cho bạn xem nhé bạn. Đây, Yoru. Rồi, mình có chip bò Yoru rồi nha. Hình như là có cả Yoru V2 luôn nhé các bạn. Đấy, có Yoru V2 luôn đấy. Thì bạn nào mà lát hồi mình làm Yoru V2 cho bạn xem luôn. Khỏi các bạn nào luôn nhé bạn. Là mình làm Yoru V2 cho bạn xem luôn cũng được luôn. Đấy, nhưng mà Yoru V2 nằm ở đâu thì mình nghĩ là mình phải đi tìm vòng vòng nữa đó các bạn. Mình không biết là Yoru nằm ở đâu nha. Chắc mình phải đi tìm vòng vòng đấy. Đó. Rồi từ từ. Yoru chip bò rồi đây. Ui. Xịn nháy. Béo nè. Wow, cầm bay kiếm xịn giải các bạn ơi.
Đó. Ồ, quánh là xoay xoay nha mày, quánh là các bạn xoay 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 nè. Rồi để xem chiêu như thế này. Ú, trưởng nó ba đường, ít. Trời, cái ít này hơi cùi nha mày, cái ít này là hơi xấu nè. Nhưng mà cái trưởng ba đường này đẹp nè. Đấy, trưởng ba đường này đẹp nha. Rất là đẹp luôn nha. Đó. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi, hình như là có cả Yoru V2 luôn. Hình như Yoru V2 là admin giấu bên nào á ta. Các bạn phải đi tìm kỹ kỹ ấy. Tại vì từ game này hay giấu lắm các bạn. Hình như là sau ngôi nhà đó bạn, nếu mình nhớ không lầm là vậy. Sau ngôi nhà này nè, để mình đi qua thử cho bạn xem nha. Coi sau ngôi nhà này có Yoru V2 hay không, và cần những cái gì nha. Đó, các bạn cứ đọc theo là được nha. Đây các bạn, Yoru V2 đó bạn. Đây, các bạn phải đọc hết cho mình nha nè. Yoru mất héo là bạn phải cần nè, Yoru là một nè. Cái ốp blue nè, ốp holo và tiền. Đó các bạn không, là được Yoru V2. Rồi, vậy là cái mình phải cần lại cái Yoru bình thường nhưng mà Yoru V1. Mà các bạn muốn lấy Yoru V1 thì các bạn phải về random tiếp ở cái đảo random chát quỷ các bạn. Đấy là vậy, rất là dễ dàng đúng không? À, tại tựa game này thuộc dạng là tựa game giải trí với tất cả bạn ấy. Nên cũng không gọi là quá, gọi là cày mà quá cực khổ đâu. Trừ khi mấy cái nguyên liệu nó bạn 1% thì các bạn cày hơi cực. Nhưng mà các bạn vẫn có thể gọi là auto của bạn, hoặc các bạn quánh có vài phát là con boss toan à. Không có gọi là lâu lắm đâu. Đấy, không có đi cày cực như là mấy tựa game như là Lockfruit hay là Clancy kìa, cày mới cực. Còn tựa game này là tiền các kiểu thì các bạn thấy dễ hơn nhiều đúng không? Đấy là vậy. Bây giờ 20% ra đúng không ra? What? Thiệt luôn. 20%. What? Không ra thiệt nữa mày. Wow. Không ra thiệt luôn, 20%. Khoảng 20% vậy. Ơ hồi nãy bấm cái ra liền. Giờ bấm hoài không ra bạn ơi. Đây. Đấy. Mình cũng không phải là nói từ game này hay cái gì nhớ bạn, dễ ở đây như mình nói đó các bạn thấy không, tiền nè, farm level các bạn farm khá là dễ đúng không, không gọi là quá khó khăn các bạn, không cần phải đi farm từng nguyên liệu đấy. Thì từ game này cũng cần nguyên liệu để các bạn nâng đúng không, nhưng hầu hết những nguyên liệu được các bạn có thể mua được, còn những cái mà mạnh ấy thì các bạn mới cần thực sự là farm thôi. Thì tỷ lệ farm thì cũng gọi là chua đấy các bạn, không có dễ gì đâu nha. Đấy, rồi từ hồi nãy cái gì, ngọc gì ta, ngọc xanh nè với ngọc holo đúng không ta, mình nhớ không lầm là vậy, ngọc red hay ngọc xanh gì đó, ngọc holo đấy. Thì mình sẽ mua ba ngọc luôn cho chắc. Đây, ngọc red nè, blue nè, black nè. Rồi, ngọc holo có bán không ta? Đây, ngọc holo có bán luôn nha bạn. Rồi, đó. Rồi, như đây là đủ rồi đúng không ta? Với tiền là đủ rồi. Đó. Rồi, giờ mình đi qua thẳng bên kia lại. Xa thế nhờ. Cái đảo xa quá, xa quê luôn ấy. Đây, trời ơi, là nhỏ xíu bên kia kìa. Xa xa lơ luôn. Rồi, để mình đi qua bển thử nha. Hi. Không có bk các bạn, về mua chơi trong này admin không có làm lăn ấy. Tại vì từ game này xuống nước các bạn nó mất máu đâu nè, đó phải chưa? Đâu mất máu đâu. Nên các bạn mà xài mua chi mà cho lăn được dưới nước là ngon lắm luôn ấy, đúng không? Sợ lăn lọt xuống dưới nước toàn thôi chứ. Rồi. Rồi đây, mua. Rồi để xem Yoru V2 xịn như thế nào nha các bạn. Đâu Yoru V2 có mạnh hơn Yoru cái chip bò Yoru hay không? Đây. Ồ. Yoru V2. Ủa có aura luôn nữa bạn, đẹp vậy. Riêng Yoru V2 có aura luôn nha các bạn. Rồi, ít. Ít, trời ơi. Nói chung là chiêu sẽ thành màu xanh nha các bạn. Ồ, có 3 chiêu luôn nha các bạn. Hình như là các bạn sẽ được tới 3 chiêu luôn. Đó, 1 chiêu nè. 2 nè, 2 ít là sẽ trưởng ra cái đường đúng không? Ít là trưởng rồi đó. 3 nè, 3 các bạn sẽ dậm ra hay sao ấy. Ồ, 3. Ồ, không có chiêu thứ 3 à. Ui. Ủa cái gì? À, các bạn nè, số 3 nè. Đó các bạn không? Này cái số 3 như là mình có aura các bạn. Aura giống như Goku các bạn, đó giống như Super Saiyan ấy, phải không? Đó giống như mình có aura của Super Saiyan đó thì mình sẽ được đó cái cùng với cây kiếm đó các bạn, đẹp ha. Rất là đẹp luôn ấy. Nhưng mà chiêu các bạn nhìn là chiêu nhìn giống như mấy cái phim gì gọi là gì ta? Cái đồ họa vẽ cái này là mình không biết gì đâu, phải không? Đó. Pixel hả? Mình cũng không có biết là gọi đồ họa như thế nào nhưng mà rất là đẹp nha các bạn. Đó, đây là Yoru V2 nha. Rồi thôi, mình nghĩ là kết thúc clip tại đây nha. Thì clip này là mình chỉ quay cho bạn sơ sơ về tựa game Rockfruit này thôi. Mình sẽ để cái link bên dưới, bạn nào muốn vô trải nghiệm chơi thử ấy thì có thể vô chơi nha. Thì tựa game này thuộc dạng tựa game giải trí cho các bạn chơi thôi. Đó, tiền phải không? Tiền level các bạn farm khá là nhanh và cũng khá là dễ luôn, nên các bạn yên tâm ha. Trừ mấy những cái nguyên liệu như là các bạn cần để mua mấy cái mảnh ấy thì farm mới cực hơn một xíu thôi, chứ cũng không có gọi là quá khó đâu. Rồi thôi, mình nghĩ kết thúc clip tại đây nha. Thì các bạn nói tiếng hay cho mình xin một like, subscribe của mình nha, để mình có động lực làm những clip hay nữa ha. Còn giờ thì bye bye.
Ấy chà 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 chà, hãy bấm like và subscribe cho mình đi nhớ. Cục bóc mới của mình đó chính là 180k sub nha các bạn. Hãy ủng hộ mình bằng cách bấm cho mình một like subscribe nhanh tay đi nào. Nói thiệt nha, thì các bạn hãy bấm like và subscribe đi, thật sự luôn. Các bạn sẽ nhiều may mắn và cực kỳ đẹp trai và đẹp gái luôn đấy. Tin mình đi, thật đó.